Bấm nha chú. Đúng rồi. Đấy, chú quay cái chỗ này đẹp này. Đấy. Lúc mà đẩy lên là đẹp lắm. Đấy, cái cảnh này rất đẹp. Ví dụ như là cái chỗ nào nó dày quá thì chú chủ động tỉa tỉa bớt. Ừ. Hello anh em. Chào anh em. Khi mà anh em đang đắn đo do dự thì đâu đó những có những nhà vườn đã chốt cây rất là nhanh. Thì các bạn, đây là một trong những trường hợp của một anh trai ở trong Hồ Chí Minh. Đấy, khi mà mình chia sẻ thì anh ấy ra quyết định là đặt khoảng 15 cành. Đấy. Anh đã ứng cọc 15 củ để quyết định là sở hữu 5 cây về để chơi các bạn ạ. Đấy. Đây là cây thứ nhất. Ừ. Lên luôn à? Lên luôn. Lên luôn. Đấy, anh em nhìn này. Hey, hey, chuẩn bị bê này. Đấy. Hôm nay là Hà Nội mắt rời đấy. Đấy. Cây nhỏ nhỏ xinh xinh. Đây là cây mã số 20. Cây này rất đẹp cả nhà nhé. Cái này cực kỳ đẹp luôn. Nhỏ nhắn xinh xắn. Đấy. Chắc là mọi người biết cái quy trình rồi đúng không? Anh em nhớ rằng là ở đây là những cái cây mà tùng kim cương zin. Thì anh em trong miền Nam người ta đặt chơi rất là nhanh và... Ừ. Đấy, chú chuyển cảnh đi, cho dừng lại. Kéo ngã nhá. Đi. Lên một loạt thì bó. Ừ. Lên ở đây làm cả thể. Nhà quay phim lại một chân chân trên chân xuống lại thụt rồi. Đây đây. Đây các bạn ơi, đây đây. Cho anh em xem thực tế luôn nhá, hiện thực của anh em ở trong miền Nam. Đây là một cậu em rất là đẹp trai, sinh năm 92 phải nhỉ? Chưa lấy vợ. Bạn này ở trong Bình Định. À, phụ Bình Định. Bình Định nhá. Thì hiện thực của một người làm cây rồi là một người trong miền Nam thì bạn cho biết rằng đây là cây tùng zin, tùng kim cương ghép hay là zin? Zin anh. Ừ. Zin à? Ở hàng zin nhá anh em nhá. Đấy. Em đen đấy. Hả? Zin. Rin em bạn. Hả? Đó là zin. Đó, xin trả lời anh em miền Nam là nó thực tế cái này đẹp này. Đấy. Cái nào cũng đẹp. Tiếp đi. Bây giờ này lên đào một loạt xong đấy lên lấy sau. Đừng làm này sao nó dồn việc. Mình định nói vài câu. Rin. Rồi cho dừng lại đi, đỡ tốn. À, bấm máy. Anh đây. Đây cái này. Có bị tối quá không chú?